Hello anh em, chào mừng anh em đến với Ký Họa Đường Phố. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến với anh em một tác phẩm mới của mình. Thì xem ở hình thu nhỏ ban đầu video thì anh em cũng đoán ra là hôm nay mình sẽ vẽ con gì rồi. Thật sự đây là lần thứ 3 mình vẽ một con chó. Có vẻ như mình đang quá yêu ái loài chó. Tuy nhiên thì thật sự là mình cảm thấy vẽ những con chó này nó có một cái điều gì đấy nó rất thu hút. Thì hai lần trước mình đã vẽ hai loài chó khác nhau. Thì đến lần này thì có lẽ khi vẽ chó thì không thể bỏ qua Pitbull được. Pitbull là một trong những cái loài chó hung dữ và đáng sợ nhất thế giới. Thì như thông tin báo đài mấy hôm trước cũng vừa đưa tin là một người bị chó Pitbull cắn chết. Thì chả hiểu sao nghe thông tin đấy mình tự dưng lại có cảm hứng để vẽ cái bức tranh này. Thì về cách vẽ của mình thì anh em cũng biết rồi. Thì cơ bản thì vẫn như mọi khi, mình sẽ sử dụng 3 hình tròn và để vẽ cái con chó này. Thì nhìn chung chó Pitbull thì có một số đặc điểm mà khá là khác so với những loài chó khác. Đặc điểm đầu tiên chính là Pitbull thì có một cái đầu khá là to, mõm to và chè xuống. Cái thứ hai là chúng có một cơ thể với bộ lông khá là ngắn, do đó các cơ bắp nổi lên rất rõ và cực kỳ là dũng mãnh. Với hai nữa là một cái đôi tai khá là nhỏ, với 4 chi là to và cơ bắp. Thì theo mình thì vẽ cái con chó này dễ hơn vẽ con chó Gôn và cái con chó Bác Đức kia, bởi vì lông nó ngắn. Các bạn chỉ cần lên hình như mình hướng dẫn trong video, sau đó di chỉ qua một lượt, rồi mọi người vẽ các khối cơ bắp của nó, sau đó đánh chỉ một lần nữa các khu vực tối sáng, như vậy là xong rồi. Khá là đơn giản, không phải vẽ lông liếc cả. Nếu anh em nào mà thường xuyên theo dõi video của mình thì có thể dễ dàng nhận ra là cái cách vẽ của mình thì cũng cơ bản giống khi vẽ các loài động vật khác thôi. Nó rất đơn giản. Anh em có thể tạm dừng video ở những cái phần phức tạp để xem mình vẽ như thế nào. Vậy là anh em có thể biết được những cái đặc điểm quan trọng khi vẽ con chó này mà anh em phải thể hiện chính xác, đó là cái đầu to, một cái mõm rất lớn và chè. Cái thứ hai là các khối cơ bắp nổi rất rõ rệt. Đấy là những cái điều mà anh em không thể bỏ qua khi vẽ cái con vật này. Ngoài ra thì ánh mắt sắc và một đôi tai nhỏ cũng là đặc điểm của loài chó này. Thì phần bình luận về video mình xin phép được kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy video hay và bổ ích thì hãy cho mình một lượt like và một lượt sub nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em một ngày vui vẻ.